bài tin mừng hàng ngày, bài suy niệm hàng ngày. Sống theo lời Chúa TV. Ngày 14 tháng 9, thứ bảy tuần 23 thường niên. Tại sao các con gọi thầy lạy Chúa mà không thi hành điều thầy dạy bảo? Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: không có cây nào tốt mà sinh trái xấu, và cũng không có cây nào xấu mà sinh trái tốt. Thật vậy, cứ xem trái thì biết cây. Người ta không hái trái vả nơi bụi gai, và người ta cũng không hái trái nho nơi cây dầu đất. Người tốt phát ra điều tốt từ kho tàng tốt của lòng mình, và kẻ xấu phát ra điều xấu từ kho tàng xấu của nó. Vì lòng đầy thì miệng mới nói ra. Tại sao các con gọi thầy lạy Chúa mà các con không thi hành điều thầy dạy bảo? Ai đến cùng thầy thì nghe lời thầy và đem ra thực hành, thầy sẽ chỉ cho các con biết người ấy giống ai. Người ấy giống như người xây nhà. Ông ta đào sâu và đặt nền móng trên đá. Khi có trận lụt, dù nước ùa vào nhà cũng không làm cho nó lay chuyển, vì nhà đó được đặt trên nền đá. Trái lại, kẻ nghe mà không đem ra thực hành thì giống như người xây nhà ngay trên mặt đất mà không có nền móng. Khi sóng nước ùa vào nhà, nó liền sụp đổ và nhà đó bị hư hại nặng nề. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Xin chữa lành bệnh lạy Chúa. Tại sao các con gọi thầy lạy Chúa mà không thi hành điều thầy dạy bảo? Bệnh lạy Chúa không phải là loại bệnh lạ, nhưng là bệnh thông thường và phổ biến trong chúng ta. Có người kêu Chúa suốt ngày mà chẳng vì mến Chúa, lại là một thói quen. Có người nói về Chúa mọi nơi nhưng chẳng phải vì mến Chúa, mà là khoe khoang về cái vốn biết của mình. Có người trở thành chuyên gia xứng kinh nơi công cộng, không cần sách vở, mở miệng là có ngay những lời thần thừa thật hay với Chúa, nhưng chẳng vì mến Chúa mà là họ có tài sắp chữ thành câu. Có cả những người đọc kinh nhiều, dài, lâu, nhưng chẳng vì mến Chúa lại chỉ tỏ ra mình đạo đức. Bệnh lạy Chúa là bệnh chỉ biết về Chúa, nói về Chúa, kêu tên Chúa, khoe Chúa cho mọi người mà chẳng yêu mến và sống theo lời Chúa dạy. Có câu chuyện vui. Đang khi cả nhà lần chuỗi, có một người hành khất bước vào cổng. Mẹ đọc: lạy cha chúng con ở trên trời, mày ra tống cổ thằng kia đi, xin hoài. Chúng con nguyện danh cha cả sáng, mày có nghe không? Mau đi để nó vào rắc rối. Tưởng chỉ là chuyện vui, nhưng thực tế cũng có đấy. Kinh thì cứ đọc, miệng cứ kêu Chúa, nhưng lòng thì nhớ tới cái người đáng ghét kia, hoặc lòng vẫn đang có những âm mưu đồ bất chính. Chúa không muốn chúng ta sống với Chúa cách môi miệng như thế. Chúa muốn chúng ta thành tâm yêu mến Chúa và thực hành lời Chúa dạy. Vì khi sống đúng như lời Chúa dạy, chính là lúc chúng ta kết hợp với Chúa, chính là lúc chúng ta thờ phượng yêu mến Chúa cách trọn hảo nhất. Ước gì các gia đình xin Chúa chữa lành căn bệnh lạy Chúa, để cả nhà luôn nhớ đến Chúa và sống lời Chúa mọi lúc mọi nơi. Lạy Chúa, xin giúp các gia đình yêu mến và thực thi lời Chúa dạy, để đời sống gia đình trổ sinh hoa trái tốt sinh. Amen. Tháng 9 năm 2024, Sống theo lời Chúa TV kính xin chúc mừng giáo phận Phan Thiết vì hồng ân 50 năm thành lập giáo phận.
này là con của mẹ, này là mẹ của con. Và từ lúc ấy, người môn đệ đem mẹ về nhà mình. Giáo phận đã chuẩn bị tâm hồn tạ ơn Chúa vì hồng ân 50 năm thành lập giáo phận từ năm 2020. Với việc cụ thể sống trong niềm vui cùng mẹ Maria, đón nhận, hiệp thông và loan báo tin mừng. Cả đoàn chiên giáo phận đã hướng về mẹ Tà Bao và sẽ cùng hành hương về bên mẹ để cử hành thánh lễ tạ ơn long trọng vào ngày 19 và 20 tháng 9 này. Xin cùng giáo phận Phan Thiết hát lên lời tạ ơn. Xin tạ ơn Chúa Giêsu, người đã yêu thương trao gửi đoàn con trong tay mẹ, để đoàn con cùng mẹ đón nhận hồng ân đức tin, sống vui hiệp thông huynh đệ và làm chứng cho tin mừng. 50 năm tràn muôn ân phúc, 50 năm vàng bông lúa sinh, 50 năm chung một mối tình, 50 năm an bình hạnh phúc. Tạ ơn Chúa. Alleluia. Amen. Chúa thiên đình, chúc vinh mẹ Chúa chan tình.
Ngàn bông